Xin chào các bạn, và hôm nay chúng ta sẽ làm một cái ví dụ mà tôi thấy là rất là tuyệt vời. Và chúng ta làm với ng, có nghĩa là Angular.js, và tôi thấy cái này nó khá là lạ. Tất nhiên là tôi cũng tiếp xúc với nhiều loại framework rồi, nhiều loại ngôn ngữ rồi, nhưng mà tôi thấy cái này rất là mạnh mẽ, và nó làm những cái code rất là ngắn gọn. Và tất nhiên bởi vì nó là framework thì tất nhiên là nó phải ngắn gọn, nó phải là giúp chúng ta làm những cái code ngắn gọn rồi, bởi vì nó là những cái công cụ mà. Và bây giờ trước khi nói về các cái code thì có lẽ là tôi sẽ bật mí xem ứng dụng của chúng ta làm cái gì. Chúng ta sẽ làm một thứ như thế này nhé. Đây gọi là cái to do, có nghĩa là một cái file mà để chúng ta ghi lại những cái việc nó cần phải làm trong ngày, ví dụ như thế nào. Và tôi chạy lại cái ứng dụng này đầu tiên này. Ví dụ đầu tiên nó có hai cái to do chẳng hạn trong ngày hôm nay bạn. Và tôi thì chắc còn nhiều việc lắm. Thí dụ tôi còn phải lên là thí dụ đi chợ này, đúng không? Và chúng ta ép. Còn sau đấy là nấu cơm, rửa bát, quét nhà gì đấy. Nấu cơm, ép đúng không, rồi quét nhà cái gì đấy, rửa bát, quét nhà. Tóm lại là những cái việc đấy là những cái việc lớn nhất trong ngày của tôi, ví dụ như vậy. Các bạn thấy không, chúng ta làm, và sau khi chúng ta làm xong, ví dụ như là chúng ta đã những cái việc vớ vẩn và quá dễ dàng như thế này chẳng hạn, thì ta làm xong trước đúng không, thì ta sẽ ghi vào như này. Còn những việc lớn hơn, trọng đại hơn và khó khăn hơn thì chúng ta làm được sau. Chẳng hạn cả hai cái việc vớ vẩn này thì chúng ta làm xong này, và chúng ta có thể ấn gạch nó đi đúng không. Sau khi nào những cái thứ như này mình làm xong tiếp thì mình lại gạch tiếp đúng không. Gì nhỉ, và khi mà mình muốn không cái này nó đỡ bẩn hoặc là mình muốn bỏ hẳn đi thì mình chỉ còn lại mỗi nấu cơm, quét nhà buổi chiều chẳng hạn, ví dụ như thế. Không, vợ về nó oánh chết đúng không. Và chúng ta thấy gì, chúng ta thấy là gì nhỉ, một cái thì ví dụ rất hay, và thậm chí các bạn cũng nên có nó để thỉnh thoảng trong trong cái máy của mình, từng ngày mình có thể, trong đầu ngày mình có thể vạch ra mấy cái việc như thế này, thậm chí nó cũng rất là tốt, phải không? Vì các bạn có thể cho nó vào trong cái mobile của mình, và lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy, buổi sáng thì chúng ta ấn ấn nó vào vài thứ và để nhắc việc đấy đúng không. Và bây giờ chúng ta cùng xem cái code nó diễn ra làm sao. Ok, cái code thì chúng ta thấy là ở trong này tôi để ở trong cái thứ gọi là to do gì đó nhỉ. Đâu 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 ng, không phải, nó ở trong thư mục to do này. Các bạn nhìn thấy to do không, nó chỉ có một file và hai file, và tổng số các cái file thì nó cũng chỉ có vài dòng, 30 dòng ở trong cái file HTML này. Và phần JS thì chúng ta cũng có đâu 10 dòng, mười mấy dòng, thì tổng tổng cộng chúng ta chỉ có 50 dòng lệnh. Và trong này cái styling thì tôi cũng có một tí cái styling, và tôi cũng chả ngại không thèm ném ra riêng, thì tôi để luôn ở trong cái file HTML này được không. Và bây giờ chúng ta sẽ khảo sát cái HTML nhé. Và như hôm trước chúng ta đã từng nói một chút về 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 cái Angular, thì chúng ta biết là HTML trong cái thẻ này chúng ta phải có cái ng-app đúng không, để chúng ta nói là đây là một cái ứng dụng của Angular.js. Và đặc biệt là trong cái phần script này, tức là phần head này, chúng ta phải có đây là cái file Angular.js này đúng không. Và các bạn, đây nó là ở trên CDN của Google nhé. Và tiếp theo chúng ta dùng đến underscore. Underscore chắc là các bạn cũng biết nó là cái gì, nó là một cái thư viện của JavaScript để nó có hỗ trợ một số cái hàm, rất khá nhiều cái hàm tiện dụng. Thế là underscore, chúng ta dùng đến underscore. Và sau đó thì chúng ta có thêm cái file to do của mình là file .js này. Tức là chúng ta có ba cái JS, và còn lại là chúng ta dùng cái Bootstrap để mà chúng ta styling một chút cho nó. Cuối cùng là cái file, một cái đoạn styling rất nhỏ này,
tức là light through là để cho những cái thằng những cái task nào, những cái công việc nào mà đã xong xuôi thì chúng ta gạch đi đấy nhá. Như vậy là phần head thì các bạn thấy là chúng ta lấy ba cái thư, một thư viện này, hai thư viện và cái bootstrap là ba thư viện. Ngoài đó ra chúng ta dùng một cái todo.js đúng không? Và bây giờ chúng ta xuống cái phần body, chúng ta xem này. Tất nhiên class container cái này là của bootstrap để chúng ta căn chỉnh nó vào một chút đây này, để căn chỉnh nó vào, ví dụ nếu không có thì nó sẽ đi ra tít tận ngoài lề này đây, được không ạ? Và còn cái gì nhỉ? Đây entry controller. À, chúng ta chọn đến cái todo controller là cái todo controller cái nào là cái function này nhá. Và tí nữa chúng ta sẽ nói về cái scope này một chút và tại sao nó lại đúng không ạ? Và trong những thứ này thì chúng ta có todo total thì bằng get todo total. Get total todo nghĩa là nó có cái function get đây. Nó cái function get total này để nó biết là à trong cái mảng này này, cái mảng to do này nó có bao nhiêu công việc, nó lấy bao nhiêu, có bao nhiêu phần tử thì nó lại lấy ra thôi, rất là đơn giản phải không ạ? Và chúng ta xem tiếp này. Và tất cả cái code này nhá, các bạn sẽ thấy là tôi sẽ post ở trên cái blog và các bạn sẽ copy nó về và chúng ta chạy thử và chúng ta sẽ khảo sát để chúng ta sẽ thấy rằng à, sử dụng Angular.js thực sự rất đơn giản và thực sự rất là mạnh mẽ đấy nhé. Và ở trong này chúng ta nói là à, cái function này để nó in cái số, những cái số việc còn lại đây này, công việc số 2 số mấy đây này đúng không? Và ở trong này cái UL chúng ta có một cái list unsigned để chúng ta bỏ những cái gì đó chấm chấm gạch gạch gì ở đằng trước đi. Và trong này thì có thẻ, những cái thẻ ly thì chúng ta dùng ng repeat, cái này là của Angular.js chúng ta biết rồi. Và nó lấy gì? To do repeat thì to do in to do là cái này nhé. To do là cái này và cái này nó lấy ở trong cái scope, bởi vì nó đã nói là controller vào trong scope thì nó sẽ tìm xem cái thằng to do ở cái biến này, à trong này scope có chấm to do là cái biến này nhá. Và mỗi một cái biến, mỗi một cái nó sẽ dùng cái repeat để nó làm gì, để nó in ra từng thứ này đúng không, có bao nhiêu phần tử ở trong cái mảng to do này này. Thì nó sẽ đầu tiên nó là input, nó đưa ra một cái checkbox đúng không? ng model bằng to do.done. Thì ở done này thì nó có thể là true hoặc false nhé. True hoặc false đây. Và khi nào cái nào mà mình biến nó thành true thì có nghĩa là nó đã làm xong, là nó done đấy. Và chúng ta có gạch đi đúng không? Rất là dễ hiểu phải không? Rất là... và cuối sau đó thì chúng ta có một cái to do text. Đây chúng ta biết là nó dùng cái cú pháp này như kiểu template ấy nhỉ, chúng ta biết rồi. Nó, chúng ta sẽ ném những cái text vào đây, những cái text vào đây và nó có cái class là done true hoặc là done false đấy đúng không? Đúng ạ. Và là như thế, như vậy là xong, chúng ta xem xong cái phần cái ở dưới này thì chúng ta có một cái form để chúng ta thêm những cái form để chúng ta thêm, nó có một cái input textbox để chúng ta thêm những cái gì, những chúng ta gõ vào cái gì đấy thì nó sẽ ném thêm vào cái phần phía trên, những cái thẻ phía trên này đúng không? Và button này entry click là add to do là nó sẽ tìm cái hàm add to do ở bên trên bên này đó, và nó push thêm vào cái mảng array này đúng không, push thêm cái text vào và thêm vào đây nhé. Và sau đó thì chúng ta form to do text, sau khi đã push xong rồi thì nó xóa cái input khỏi cái gì, tức là sau khi push xong mà ví dụ abc gì đấy nó add vào đây và nó clear cái mảng này, à cái input này thì bằng
À, cái lệnh này để clear cái như vậy thôi nhỉ. Tóm lại là các bạn thấy là với cái ví dụ này thì chúng ta lại tìm hiểu thêm là chúng ta thấy là những cái Angular.js này nó sẽ rất mạnh, và tất nhiên là chúng ta nhìn thấy là nó chưa hề có cơ sở dữ liệu hoặc là nó chưa có nối với một cái gì đó, nhưng mà có ai cấm chúng ta dùng PHP để chúng ta truy cập vào cơ sở dữ liệu và chúng ta có thể ghi lại những cái to-do này, hoặc là chúng ta moi những cái to-do từ trong cơ sở dữ liệu ra đâu, đúng không? Nhưng mà đây là cái phần nó phần front end của nó rất là tuyệt vời, rất là mạnh mẽ, và chúng ta có thể phối hợp nó với PHP để làm những cái ứng dụng mà nó ngắn gọn và nó rất mạnh về mặt front end, và PHP thì nó lại rất mạnh về mặt back end rồi. Chúng ta có thể lấy dữ liệu ở trong database, chúng ta có thể ghi tất cả những thứ này vào database. Và như vậy các bạn thấy là trong một cái một trong hai cái file rất là ngắn ngắn gọn mà chúng ta đã làm được một cái ứng dụng khá là mạnh mẽ, và như vậy là tôi đã kết thúc cái bài về Angular.js, cái ví dụ về to do. Ok.